Chào các bạn, mình tên là Văn Thực, năm nay mình 12 tuổi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Thần Tượng Trong Em. Các bạn ơi, chắc hẳn ai cũng có một phần cho riêng mình đúng không nào? Còn mình thần tượng nhất là cô giáo dạy tiếng Anh của mình. Cô tên là Lưu Thị Kim Huệ, cô rất là xinh đẹp. Cô còn là một cô giáo tài năng nữa đấy. Đặc biệt, cô rất thân thiện và vui vẻ. Còn các bạn thì sao? Các bạn thần tượng ai? Hãy kể cho mình biết nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.